Ok anh em, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chơi x2 con bùn nhá. Làm hai con cảm tử đi, thử xem là chúng nó kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào. Ở hai con này thì đương nhiên là cứ lao vào quái thôi, là không cần phải nghĩ ngợi nhiều rồi đúng không? Nên là chả cần phải nghĩ nữa. Đầu tiên thì sẽ lấy một cái có thể gây đam chính mình mỗi quay này. Lấy thêm một cái tăng nhiều tăng thêm máu này. Lấy một cái tăng thêm đây cái ống nghiệm này nữa là được này. Đấy. Đây Danger 5 này. Wow. Hai con này đương nhiên là không có vũ khí rồi. Nên là không chơi vũ khí rồi. Đấy, chơi kiểu này thì mình nghĩ là ok đấy. Thử xem mà nó sẽ chiến đấu như nào nào. Cứ chịu đam là gây được đam nổ như này thì thoải mái. Rồi, 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 nổ đi, rồi, rồi, ok. Ok, vẫn nổ tốt, vẫn nổ tốt. Cái này thì lấy thêm hồi máu nhở. Con này thì cần nhiều hồi máu lắm. Nên là phải lấy thêm hồi máu thôi. Attack speed thì không cần đâu đúng không? Đam thì cứ từ từ như thế đã. Đam cơ bản, lấy đam cơ bản cũng được. Hồi máu này, đam nổ này. Con này thì không thể sử dụng vũ khí này. Đam thì mình sẽ, con này thì hồi máu tăng thêm 50% á. Ồ, hồi máu tăng thêm 50%. Thế thì hai con này, chơi cả hai con này thì hồi máu sẽ tăng khá là nhiều, đúng không? 10% đam nổ khi mà kết thúc wave. Ờ, 10% đam nổ á. Ờ, 10% đam nổ à. Ok, cũng được. Đốt à, rain à. Tầm nổ không cần. Thêm cây à, cây được. Harvesting và giáp này. Nhiều quá hơn giữ lại nhá. Wave 2 này. X đôi bộ đôi cầm tử. Xem mà đánh đấm như nào nào. Ây da. Ây da. Ây da. Cứ nổ thôi, cứ nổ thôi. Lo gì đâu, cứ nổ thôi, cứ nổ thôi. Nổ hết, nổ hết. Tính ra mình lấy cái, vừa nãy mình có lấy cái dạ dày cho con này không ấy nhỉ? Hình như có à. Vừa nãy mình có lấy cái dạ dày không ấy nhỉ? Ừ có thì hơi phí rồi. Con này đáng ra là không nên lấy cái dạ dày. Bởi vì con này nó có bao giờ nó được đầy máu đâu. Lấy dạ dày là hơi sai con này rồi. Thôi kệ đi không sao. Coi như là lấy một lần ngu vậy. Chứ con này lấy cái dạ dày thì nó phải là đầy máu thì nó mới có thể cộng máu được cho mình cơ. Kim nhặt quả ấy. Nhưng mà con này có bao giờ nó đầy máu đâu. Nó toàn kiểu lưng chừng à. Lúc thì nó đầy, lúc thì nó không đầy. Nhưng thôi kệ đi. Có lúc đầy thì nó sẽ tăng, còn không thì thôi. Tầm nổ đang hơi bé thôi. Chứ còn con này mà tầm nổ mà to hơn nữa thì nổ hết. Rồi ok. Hai level. Hai level thì mình nghĩ là lấy thêm đang tìm xem là hồi máu đâu đi. Ở đây ba hồi máu đây là tăng thêm hồi máu này. 3 hồi máu nữa này, 82 hồi máu rồi đam nổ này. Thêm được cái explosion size ấy, thêm được cái explosion size thì tuyệt vời. Thêm được explosion size thì quá tuyệt vời luôn. Đam nổ này. Trừ một đam dài rồi, bị trừ một đam dài, tí nữa sẽ lấy đam dài bù lại sau. Đam nổ giữ lại này. Ok, quay tiếp theo là quay 4 này. Đấy, giờ trông được cưỡi xe đạp này. Cưỡi xe đạp đi lao vào quái này. Nó đây, nó đây. Đúng rồi. Nó. Rồi ok, đây được 2 level nữa. Cái này chắc lấy đam dài đi. 12% đam này, ui ngon. Đây 2 đam dài để bù lại cái đam dài vừa nãy này. Đam nổ này. Ăn quả hồi máu 10 lắc. Cái knockback à? Không cần cái knockback đâu. Đam đốt. Thêm 10% quái trừ 5 rating được. 2 đam ngắn ok. Này lấy lại được này. Quay tiếp theo, quay 5 này. Đam ok rồi đấy. Giờ thêm máu nữa. Thêm nhiều nhiều máu một chút. Để lao vào quái cho nó tự tin. Đấy, thêm giáp nữa cho lao vào quái cho nó đỡ bị mất nhiều máu. Đấy thế thôi. Hồi máu thì mình đang cũng lên từ từ dần dần rồi. Và cái hồi máu thì lên được nhiều lắm. Nổ liên tục luôn mà.
thêm được cái size nổ nữa nhở. Nổ phải x 2 lần gấp đôi cái vùng như này thì nó mới sướng. Cái này đang nổ hơi bé. Rồi ok, quay 5 xong này. Này bỏ này, bỏ này. Cái này lấy thêm mà attack speed thì cần gì đúng không? 10 lắc à, 10 lắc đi. Thêm cái này này. Cái này thì 600 ngắn, 300 dài. Cái này lấy được cái này này. Nhiều cây hơn. Thêm được cái rain. À nhưng mà rain thì nó cũng tác dụng gì đâu đúng không? Tầm nhặt này, giáp nữa. Và harvesting này. Rồi, quay tiếp theo. Quay 6. Đông quái lên tí nhở, đông quái lên tí nhở, đang ít quái quá, đổ cho nhiều quái. Cơ bản là cái tầm nổ của mình nó cũng đang bé á, cho nên là cảm giác nó vẫn chưa phê. Phải tăng thêm được cái explosion size lên cơ thì nổ nó mới phê được. Cái này lấy được này, giảm né tránh đi, bởi mình không chơi con này thì riêng con chơi con này thì không cần phải né tránh, riêng con này thì không cần phải né tránh. Né tránh làm gì cho nó mệt. Ủa sao dồn đồ lại không mất tiền nhở? Mình nhớ là mình có cài cái mod free zone quái đâu ta? Hay là mình có cài mà mình quên nhở? À hình như có cài hay sao ấy. Hình như có cài hay sao ấy. Không nhớ nó rõ lắm. Trời ơi nổ này. Ở rồi mình cần thêm tầm nổ. Đến cái mức như thế này rồi thì cần thêm tầm nổ là chắc chắn rồi. Phải lấy thêm được tầm nổ. Ok. Thêm được tầm nổ cơ, thêm được size nổ cơ thì nổ nó mới sướng. Chứ như này thì nó không sướng. Nổ này nó bình thường à. Nổ này nó hơi bình thường. Phải thêm tầm nổ cơ, thêm đam này, thêm đam elite này. Đam nguyên tố size. À không, đam nổ à. Ôi mình cần cái tầm nổ cơ. Tầm nổ. Nghe trường là mấy cái này nó không ra tầm nổ sao ấy. Cái tầm nổ thì có mỗi cái explosion size thôi. Chứ mà lấy cái này thì nó chả có cái nào cộng tầm nổ cả. Tăng tốc chạy. Đa nguyên tố. Mình cố thì mình tìm cái tăng tầm nổ mà chắc là không có rồi. Không có thôi kệ bỏ qua. 18. Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Nhìn cái tầm nổ nó bé cho nên là cảm giác nó không được kiểu kinh khủng lắm ấy. Nó phải to hơn nữa cơ thì nổ nó mới sướng. Mà con này nó lại không có cái tính chất là có thể tự tăng được size nổ giống như là. À còn Artificer, thì có lấy đam nguyên tố thì có thể tăng được tầm nổ. Còn con này thì không có cái kiểu là tự tăng được size nổ nếu như mà lấy được cái chỉ số nào đó. Kể nó cho tăng được size nổ khi mà lấy thêm rain hoặc là lấy thêm rain cũng được ấy. Nhưng mà đây thì không. Nó không cho tăng cái size nổ ấy luôn á. Rồi ok. Cái này lấy được. Cái này bỏ đi. 9 tốc chạy này. Cái này giảm size map này. Cái này trừ 3 giáp, 2 đam nguyên tố bị chim mạng. Ấy cần cái size nổ thôi mà nó có ra cho đâu, chưa thấy nó ra một cái phát nào gọi là size nổ luôn. Rất cần cái size nổ đấy. Đang nguyên tố. Ô, đang định lấy cái đang nguyên tố ấn next qua luôn ạ. À. Đây
Giờ tìm đúng cái sai nổ thôi, một thêm một hai cái sai nổ nữa thì tốt. Tuyệt vời quá. Nhưng mà nó lại không ra cơ. Khó quá nhở. Nhân phẩm từ nãy giờ đi đâu rồi ấy? Không ra được là không ra được. Ôi kệ đi, 19 240 đam này. Ui, dính đam liên tục này. Hồi kịp, hồi máu kịp, anh em yên tâm. Hồi kịp. 88 hồi máu cơ mà, đâu phải ít đâu. Hồi kịp. Anh em thoải mái. Đam to vãi trưởng ạ. 240 đam, tầm nổ béo quá. Không cần lưu được nhiều quá nhất có thể. Nó lại gấp đôi gấp ba lần cái khoảng phạm vi như này thì nó mới tuyệt vời này. Rồi ok, 3 level. Ghê phết đấy chứ. Đam đốt này, giáp này. Cái này lấy thêm 3 đam nguyên tố này. Cái này lấy thêm cho mình được 3 đam nguyên tố nữa thì ngon. Đang muốn gấp rút lên đam nguyên tố, bởi vì cái đam nguyên tố kia khi mà tí nữa mình lấy được mấy cái item chuyển đổi chỉ số ấy, thì nó cái đam nguyên tố này sẽ đóng vai trò rất là nhiều đấy. Nó chuyển đổi được khá là nhiều cái loại chỉ số khác nhau. Cho nên là mình đang muốn lên đam nguyên tố nhiều. Đây, đam nguyên tố đang là 16 rồi. Bây giờ mình roll cái này này. Tăng được đam nguyên tố từ... tăng được đam dài từ đam nguyên tố này. Ngon luôn này. Né tránh. Ô, lấy lần gì né tránh nhỉ? Đây này, tăng giáp từ đam nguyên tố này. Đấy. Tuyệt vời chưa? Thêm được cái này này, đam nguyên tố nữa này. Sai nổ nó vẫn chưa có nhỉ? Tìm sai nổ từ nãy giờ mà nó không ra luôn á. Nó không ra được cái sai nổ nào luôn. Ồ, khó hiểu thật. Trái tim vừa xong nó phải có vũ khí cơ thì nó mới tăng được đam. Nên là mình không lấy. Mình trong quái nữa. Ok, quay 10 này. Đam giờ mình to rồi. Đam bây giờ thì vãi trưởng luôn. Đam khủng khiếp luôn đấy. Nhưng mà cái tầm nổ của nó thì ối dồi ôi luôn. Thôi cứ đứng im đi. Đứng im cho quái nó lao vào rồi mình gây nổ thôi. Không cần phải di chuyển đâu anh em ơi. Đứng im quái lao vào là mình nổ phát là chúng nó chết rồi. A 399 đam kìa. Chí mạng lên được 599. Thôi để ít level thế. Chứ đừng có một level là sao. Rồi ok, 599 đồng. Cái này bỏ này. Bỏ này. Chí mạng hồi máu lấy thêm 4 hồi máu này. Cái này đam nguyên tố này. Thêm 10 trong quái này. Trừ 3 giáp tăng 25% đam. Đam to sẵn rồi, chả cần đâu. 12% đam cơ bản không cần lắm. Đam nổ này. Knockback. Hồi máu. Một đam nguyên tố mũi quay. Giờ kiếm thêm cái... mấy cái tầm chuyển đổi chỉ số từ đam kỹ sư... à nhầm, đam nguyên tố thôi là đẹp rồi. Mà nghe chừng là hơi khó ra sao ấy. Chưa thấy nó ra, mới ra được cái mỗi cái áo giáp kia. Vừa để nó ra thì mình lại không lấy. Ở đây cái này cộng đam kỹ sư. Ôi nhưng mà đam kỹ sư lại không tăng. Ở đây cái này cộng máu này. Nhưng mà trừ đi ngắn, đam ngắn đam dài. Hơi khó chịu nhỉ. Trừ đi đam ngắn đam dài là không ngon rồi. Ok, quay tiếp theo đi. Quay 11 đi.
Rồi trước con Elite này, con Elite thì nhanh thôi, bởi vì mình có cái tăng đam khi mà đánh Elite mẹ boss mà, nên là cực kỳ nhanh. Đam to rồi, chỉ cần tầm nổ thôi đấy mà nó không ra là cái sai nổ nào, bực mình chứ. Ra chỉ cần 3 cái explosion sai cho mình thôi là ngon lắm rồi. Thế mà không có. Ui, tăng thêm số lượng vũ khí, vãi cả trưởng ạ. Có sử dụng được vũ khí đâu lại cho cái này nhở. Thôi kệ, cứ lấy đi cho đẹp đội hình. 12 máu à? Không, mình đang muốn kiếm thêm đam nguyên tố. Rồi đam nguyên tố, đam ngắn này, tăng đam theo thời gian được này. Ghế sofa thì không cần đúng không? Ghế sofa có chơi ghế sofa đâu. Cái này tăng thêm hồi máu từ đam nguyên tố này, giữ lại ok này. 800 đam cơ bản này, 2 đam nguyên tố giữ lại này. Ok, người tiếp theo nhờ. V12 nổ bé quá, nổ bé quá. Cần phải thêm tầm nổ, rất cần tầm nổ mà tại sao lại không ra. Rất cần tầm nổ luôn mà nó không ra cho, bực mình. Ra thêm tầm nổ nó thì tuyệt vời quá mà nó không ra được. Hai mươi hai giây, nhanh nào, ra kiếm tầm nổ nào, cần thật nhiều tầm nổ vào lúc này, sai nổ càng to càng tốt, to hơn nữa và to hơn nữa. Ok, cái knockback này lấy được này, bỏ này, này lấy thêm 20 lắc này. Ui trời, lá này à. Lá này thì lấy luôn. Xoắn gì mà không lấy. Sai nổ. À nhập. Đam nổ chứ không phải là sai nổ. À đây rồi. Explosion sai đây rồi. Ngon. Gồi 12 nó mới ra à. Vãi cả trưởng. Rồi để đấy, tí mua sau. Tuyệt vời. Xong trận xong quay đi đã. Tăng thì được sai nổ là ngon rồi. Ta biết là nơi nào không có là nào trông như lá siêu bông. Phải siêu bông ơi, hơi siêu bông. Hình mình chưa hát tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Tê. 700 đam, đam thì rất là tự tin nhá. Đam thì tương đối là nhiều luôn, nhưng mà sai nổ thì bé tí, nên đang rất cần sai nổ luôn. Cái này laptop chạy à? Laptop chạy tăng hồi máu, tăng rain, tăng đam kỹ sư không lấy. Cái này chắc là phải lấy thêm đam nguyên tố. Đúng rồi, đam nguyên tố là trên hết. Giờ mà roll thêm được sai nổ nữa thì ngon quá nhở. Kiếm thêm một sai nổ nữa thì ngon quá. Oh, ngon. Thêm được cái sai nổ nữa luôn. Oh, thêm một sai nổ nữa luôn này. Ui, tuyệt vời. Trận này tuyệt, quay này tuyệt vời. Quay này một phát zone thì được 3 cái sai nổ luôn. Oh, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Đỉnh cao. Đỉnh cao của Rondo ở đây chứ đâu nữa. Nào, quay 14. Đấy, sai nổ nó to hơn rồi này. Tí lấy thêm cái kia nữa thì nó còn to hơn nữa. Ngon, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn rồi. Ai nổ này. Đứng im nổ hết luôn. Lấy được càng nhiều sai nổ càng tốt. Nổ toàn map luôn được. Nổ toàn map luôn được đúng không? Hợp lý.
lấy thêm cái sai nổ kia nữa là ghê đấy. Là nó nổ nó cũng to hơn bây giờ chút ít nữa đấy, đừng có đùa nha. Ôi ok, xong quên 14 cái nào. Ôi đấy, đầu tiên là phải chọn tầm nổ đã này. Chắc chắn là phải ra mua tầm nổ này, hút máu thì không cần đâu. 12 speed thì ok đấy. Tầm nổ này, cái này này, đấy. Giờ mà roll ra được cái tầm nổ nữa thì tuyệt vời nữa này. Roll được cái size nổ nữa thì ngon nữa này. Xem nó có roll được không. Roll được thì đúng là ảo ma Canada luôn. Nghe chừng là hơi khó, nghe chừng là chỉ ra được như thế kia thôi. Ba cái là ngon lắm rồi. Ba cái này nó cũng đúng với lại cái mong ước của mình vừa nãy rồi đúng không? Vừa nãy mình mong là nó ra được ba cái, mà nó ra ba cái thật thì là quá tuyệt vời rồi, còn đâu nữa. Chắc là ba cái thôi. Nullifier thì không lấy đâu. Vừa con này chắc chắn cần gây chịu đam rồi thì cần gì đấy Nullifier. Sai nhặt, sai nổ. Ừ. Ở đây, ra thêm cái nữa này. Ôi ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Thế thì mình sẽ có 4 cái sai nổ. Tuyệt vời, úi sổ, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tầm này đứng thì nổ hết. Đấy, nó phải nổ to như thế này này. Nó còn sướng sướng hơn tí. Chứ vừa nãy nó nổ bé tí à. Làm sao mà có thể clear được còn nhiều quái được. Đấy, nó phải to như thế này này. Đấy, nổ nó phải như thế này nên mới đã chứ. Chứ nổ như vừa nãy thì còn gọi gì là nổ nữa. Nổ bé tí. Úi xồi ôi, úi xồi ôi, úi xồi ôi. Úi xồi ôi, úi xồi ôi. Nổ này, nổ như thế này nên mới sướng chứ. Ê, nổ đúng đã luôn đấy. Sướng ngoại trưởng luôn. Ấy, ấy, đấy, 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 nổ đấy, đấy. Nó phải thế, nó phải thế. Thêm quái, ok luôn. Cái này thì mình sẽ thêm đam nguyên tố. Nếu như mà ra được đam nguyên tố, 3 đam nguyên tố thì mình sẽ lấy 3 đam nguyên tố luôn. Hoặc là 12 túc chạy à. Sao không ra được đam nguyên tố nhiều nhiều nữa nhở. 40 giáp được cơ. Nhiều giáp thế nhở. 12 speed này. Từ nãy giờ nó ra 12 speed hơi bị nhiều ấy nhá. 3 đam nguyên tố này. Đây thêm sai nổ này, đam nguyên tố này. Cái đam cơ bản và thêm được cái này, tầm nhặt này. 25 25 105 mình đánh boss với elite này. Hút material này. Ôi, lại có thêm hút cả material nữa thì đứng im một chỗ rồi chứ còn gì nữa. Ôi ui, đam to thế. Đam gọi là kinh khủng luôn đấy. Đam này quái đỡ bằng răng luôn đấy. Trông này. Trời ơi. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Chắc là phải lấy thêm được cả một hai cái sai nổ nữa nhỉ. Mình tham quá. Cần phải thêm sai nổ nữa. Vừa đã yêu cầu ba cái nhưng bây giờ nó ra bốn cái rồi. Thôi đòi thêm mấy cái nữa đi. Cho nổ nó to hẳn đi. Này thì cảm giác nó vẫn chưa đã lắm. To thì to thật đấy, nhưng mà nó vẫn chưa đã lắm. Nó phải to hơn nữa cơ, cho nó đã hẳn. Rồi ok, sau quay 16 này 700 đồng 900 đồng. Bỏ này đi. Cái này thì lấy thêm xem nào, hút máu này. Xem nào, 800 ngắn à. 800 ngắn cũng được. Ok, thêm cái hút này. Giờ thì roll xem nào. Có ra được ra được sai nổ nữa không. Ui, cái này mini dam khi pick up này. Ui, lấy cái này thì vãi trưởng luôn à. Đấy đấy, cộng dam khi nhặt quả hay sao ấy. Đúng không nhỉ? Cộng một mini dam khi mà nhặt quả đầy máu. Mắc là 1000. Cộng cái này cộng đam ngắn và đam dài khi nhặt quả. Đúng rồi. Ồ thế thì nó còn tăng đam kinh khủng nữa. Tăng đam kinh khủng lắm.
Đây là mình đang roll xem là có cái... lại ra thêm cái sai nổ nữa, tuyệt vời. À, thêm sai nổ nữa thì ông ngon ngon quá rồi, còn gì nữa. Rồi ok, chúng ta đến với wave 17 nào. Khi mà đầy máu bây giờ thì chúng ta nhặt quả sẽ được tăng thêm đam ngắn và đam dài anh em nhá. Một sức mạnh khủng khiếp đấy. Một sức mạnh kinh khủng đấy. Đam to chưa? Đam ghê luôn đi chứ. Nhặt quả này. Khi mà đầy máu thì mới được tăng chỉ số anh em nhá. Ấy, tăng cả máu lẫn đam ngắn đam dài kìa. Đam này. Đam to vãi cả trường luôn. Đam sợ thật. Đam áp ôn vùng nông thôn luôn đấy chứ. Giờ là cứ xin sai nổ thôi. Sai nổ càng to càng tốt. Rồi ok. Xong quân 17. Cái này lấy được này. Này bỏ đi. 4 giáp này. Thêm cái này, thêm cái này này. Đấy, thêm sai nổ đấy. Trừ non speed tăng 3 giáp 5 máu. Đam nguyên tố cái này lấy được này. Ai biết tinh. Sai nổ. Đam boss và elite à. Mình đang cần thêm sai nổ nữa cơ. Cái này là 22% đam nổ. Nhưng mà trừ 3 máu trên dây. Tức là mình sẽ trừ đi 4 máu trên dây đấy. Thế thì mình phải cần nhiều hồi máu lắm đấy. Thì mình có thể chơi được thêm cả cái kia nữa. Đây này thêm cả cái này nữa là phải nhiều hồi máu lắm đấy. Cái này khi mà bạn thể giúp cần tí lấy thử cái này xem nào. Cái này mình nhìn hơi lạ, mình chưa chơi cái này bao giờ thì phải. Rồi tìm xem nó có ra thêm được cái tăng thêm cái này nữa, đam to lắm này. Trừ 20 rain, 200 pick up. Ok, nguyên tiếp theo. Với 18 elite à. 2000 đam này. Ui, đam to thế. Đam to thế. Ui, đam to thực sự luôn á. Tầm này thì đam nó gọi là khủng khiếp luôn rồi. Tí nữa mình lấy thêm cái kia nữa thì nó còn kinh khủng nữa. Lấy thêm cái kia nó cộng thêm một đống sai nổ nữa thì tuyệt vời nữa. Nhưng mà lấy thêm cái đấy thì phải tăng thêm nhiều hồi máu. Bởi vì cái đấy nó sẽ trừ đi của mình 3 máu trên dây. Cộng thêm cái việc là mình đang bị trừ đi một máu trên dây như này nữa là tổng là 4 máu trên dây đấy. Là cần phải nhiều hồi máu lắm đấy. Trùng đam này, đam kinh khủng thế. Đam này quái đỡ sao được nhở. Nhưng mà quái không đỡ được luôn ấy. Nổ này. Nó nổ như thế này thì chịu rồi. Nổ ghê vãi. Rồi ok, xong quân 18. Ui, ra thêm đam ngắn 5 hồi máu trừ 3. Speed này lấy được ấy. Cái này bỏ đi. Cái này bỏ đi. Cái này lấy thêm đam nguyên tố nhở. Lấy đam nguyên tố đi. Rồi. Lấy cái này này. Cái này này. Lấy cả 3 luôn. Trừ rain này. Trừ rain thì bây giờ mình sẽ kiếm cái rain này mình bù lại. Đây 20 rain đây. Ok chưa. Tầm nhặt đây là bù lại được luôn này. Đấy. Bây giờ có ra thêm cho mình được cái sai nổ nữa không. Ra thêm được cái sai nổ đó thì tuyệt vời quá. Roll đi, cứ roll đi, nhỡ đâu nó lại ra thêm một cái sai nổ nữa. Chứ cái thiên thạch kia thì lấy một cái thôi là ok rồi. Lấy nhiều quá thì bị trừ nhiều máu trên dây quá thì không được. Cần cái sai nổ bình thường thôi. Nghe chừng nó không thấy rồi. Không thấy thì thôi vậy. Vào quay tiếp theo vậy. Thôi, vào quay tiếp theo. Quay 19 này. Ui, nổ to thế. Trừ 4 máu trên dây. Trừ 4 máu trên dây nhưng mà vẫn hồi kịp. Nổ to thật sự đấy. Ui nổ này. Ui. Nổ phát nào là bay cả map phát đấy luôn đấy. Nếu như bây giờ mình chảy cối mình chơi cả Enlit nữa. Vào Enlit mình chơi nữa xong bắt đầu mình lấy nhiều tầm nổ cho nó nổ toàn map thì sao nhỉ. Ồ ghê đấy. Như thế nó cũng là một cái gì đó kinh khủng đấy. Khóa đỡ nhỉ. Được đấy chảy cối luôn chảy cối luôn. Ba nghìn đam này. 3000 đam như thế này thì đỡ bằng răng à.
Đam nó cũng vẫn tăng liên tục mà. Nhặt quả tăng đam nhá. Xong lại còn tăng đam theo thời gian, tăng đam cơ bản theo thời gian nữa nhá. Quá là điên rồ, quá là điên rồ. Quá là điên rồ, quá là điên rồ. Cái này 12 né tránh, cái này lấy thêm 4 đam nguyên tố nữa này. Đấy, bây giờ mà run mà kiếm được cái sai nổ nữa thì tuyệt vời. Người làm đốt này. Sai nổ nữa. Sai nổ nữa thì nghe chừng là phải hên thì nó mới ra được. Nhưng mà không biết là nó có ra được không. Cái này lấy được nhá. Cái này là deal 1 đam. Cái này nó sẽ gây 1 đam cho toàn bộ quái ở trên trên map. 25 chấm đam. Cái này chí mạng mà. Không, cần thêm sai nổ ấy. Đang muốn là thêm sai nổ để cho nó nổ toàn map thì nó sẽ như thế nào ấy. Đấy, mình trông nó sẽ như thế nào thôi. Chứ còn mấy cái này thì mình ấy ok rồi. Giảm sai map này. À, giảm sai map đi nó cũng là một cái gì đó hay đấy. Bởi vì giảm sai map đi thì cái tầm nổ của mình sẽ to gần như là toàn bộ map luôn. Đấy rồi, xem thêm sai nổ nữa đây rồi. Hamirin. Mình vừa lấy thêm một cái sai nổ nữa rồi. Là mình có 6 cái kip plastic explosive rồi. 6 cái tăng sai nổ rồi đấy. 12 đam nguyên tố, 500 tay với tiếp theo. Cái này tăng thêm đam nổ nữa này. Đam nổ sai nổ này. Nhưng mà sẽ bị trừ đi 3 đam mỗi giây nữa. Tức là mình sẽ bị trừ đi 7 máu mỗi giây à. Mà mình hồi 27 máu mỗi giây cũng được. Ok, lóc lại cái đấy tí lấy sau. Elite này. Ô, hình như mình chọn Elite không rồi. Ồ, mình chọn Elite bình thường rồi. Quên mất là phải chơi chế độ Elite chứ nhở. Không, không sao, như thế là cũng hay rồi. Như thế là cũng đỉnh cao rồi. Với khả năng của hai cái bull này kết hợp với nhau thì anh em thấy là cái tầm nổ, cái khả năng gây đam nổ của nó khá là lớn. Và nếu như mà anh em mà hên mà lấy được nhiều cái sai nổ như mình đây ở những cái wave cuối cùng ấy, mình lấy được thêm 6 cái này và thêm cái này nữa thì cái tầm nổ của nó cực kỳ lớn. Lúc đó thì anh em gây đam được toàn map luôn. Và như mình bảo ấy, nếu như mà anh em mình mà ngồi mà chầy cố mà chơi Elite ấy, mà lấy được thêm cái sai nổ này cho nó nhiều nữa ấy, thì nổ có khi là toàn map luôn. Sợ thật sự luôn ấy. Nổ một phát là bay hết cả map luôn. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Video này thực sự là kinh khủng. Với lại hai combo này kết hợp với nhau, đam rất là to luôn. Bởi vì đam của nó là ba loại đam này kết hợp với nhau, tính thêm cái đam cơ bản nữa nên là đam nó lên cực kỳ nhiều. Ok, mọi người hãy để lại cho mình like, subscribe kênh nếu như thấy video hay nha. Và nhớ để lại comment xuống dưới bình luận để xem là mọi người cảm nhận thế nào về video này và những kèo đấu tiếp theo anh em muốn làm là gì. Ok, bye bye mọi người, see you again later.